xin mừng được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình chuyên mục Quốc phòng toàn dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các phóng sự. Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, những tân binh đã trưởng thành. Phần cuối chương trình là phóng sự, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực giúp dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các đồng chí, xác định công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng đảng. Thời gian qua, Đảng ủy Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tạo nguồn, xây dựng nguồn, phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở kế hoạch đã được xây dựng ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn 6 đã chủ động làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đảng bộ tiểu đoàn 1 và các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch lựa chọn, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên mới. Đối tượng nguồn phát triển là hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp. Số quân nhân này đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng, kết quả đạt khá và giỏi. Để làm tốt cái công tác phát triển đảng viên mới ở đơn vị, thì trong thời gian qua, hàng năm, Đảng ủy Trung đoàn đều ra nghị quyết lãnh đạo về cái công tác phát triển đảng viên mới trong đơn vị. Từ đó đã xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, đồng thời phân công các chỉ tiêu về cho các chi bộ. Từ những cái chỉ tiêu đó thì các chi bộ triển khai tổ chức thực hiện bồi dưỡng đối với đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp đảng. Ở đảng bộ tiểu đoàn 1, các chi bộ trực thuộc đảng bộ trung đoàn 6, hàng năm các đồng chí hạ sĩ quan được đào tạo qua lớp tiểu đội trưởng trở về các cơ quan đơn vị. Qua thời gian thử thách một năm, quân nhân có động cơ phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên khen thưởng thì đơn vị giới thiệu với chi bộ để chi bộ giao nhiệm vụ cho đối tượng đảng để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào đảng. Được kiện đạo đảng vào dịp ngày sinh nhật của Bác là một vinh dự tự hào của bản thân tôi, cũng là bước ngoặt to lớn trong cuộc đời quân ngũ. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là động lực to lớn, trách nhiệm để tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đó là vinh dự của tôi, vừa là trách nhiệm của bản thân và gia đình. Tôi hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của bản thân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Hàng năm, đảng bộ trung đoàn kết nạp từ 7 đến 10 đồng chí. Các đảng viên mới được kết nạp luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, không ngại khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên mới đủ sức kế thừa, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng thì bản thân tôi có điều kiện học tập, rèn luyện, góp một phần sức lực của mình vào quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bản thân tôi luôn nêu cao trách nhiệm trong mọi hoạt động, luôn là tấm gương để cho các đoàn viên trong đơn vị học tập và noi theo. Để công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng đạt hiệu quả, trong những năm qua, từ cấp ủy, chi bộ đến đảng ủy đã thực hiện chặt chẽ các khâu các bước trong quy trình kết nạp đảng, bao gồm từ khâu lựa chọn, tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quân chúng ưu tú. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới sát với chỉ tiêu, đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định, nguyên tắc, hướng dẫn của Đảng. Do vậy, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp được 36 đảng viên mới, chiếm trên 20% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của cả nhiệm kỳ. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy, cấp ủy các cấp đã có nhiều giải pháp thiết thực và nỗ lực quyết tâm cao để phát triển đảng viên. Chính những kết quả đạt được trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đảng bộ trung đoàn 6 ngày càng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trải qua gần 3 tháng học tập và rèn luyện trên thao trường Nàng Gió, các chiến sĩ tân binh không chỉ chững chạc trong lời nói, hành động và giao tiếp
mà các đồng chí còn thể hiện được sự bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh khi bước vào thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ và những bông hoa điểm 10 là thành quả sau bao ngày khổ luyện của các tân binh. Đây là buổi kiểm tra bằng súng tiểu liên AK bài 1 với các tư thế 5 quy đứng bắn của các tân binh. Có thể nói đây là một trong những nội dung khó nhất, bởi nếu không có bản lĩnh vững vàng, không thành thạo kỹ năng bắn súng thì không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng đã hạn chế rất nhiều trong việc quan sát và ngắm các mục tiêu. Mặc dù vậy, 260 chiến sĩ mới đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, bình tĩnh, tự tin và đã nhanh chóng tiêu diệt được các mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu tiên. Trong đó có nhiều đồng chí đã bắn đạt điểm giỏi. Tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi khi nhận được khóa bắn giỏi của các thủ trưởng tao. Đây cũng là quá trình nỗ lực học tập và huấn luyện của tôi trong suốt gần 3 tháng vừa qua, và cùng gửi lời cảm ơn đến các anh trung đội trưởng, đại đội trưởng và các anh tiểu đội trưởng đã hỗ trợ để giúp tôi có được cái khóa bằng giỏi này. Không chỉ hoàn thành tốt nội dung bắn súng tiểu liên AK, mà đối với các nội dung gọi buộc, thực hành đánh thuốc nổ và ném lưu đạn xa trúng hướng cũng đã được các tân binh thực hiện một cách thuần thục. Các thao tác gọi buộc lượng nổ tra lắp, chấp nối đồ dùng gây nổ được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm đúng kỹ thuật, thời gian quy định, đặc biệt các tư thế động tác vận động trên chiến trường và tiến hành đặt thuốc nổ, ném lưu đạn để tiêu diệt mục tiêu đã được các chiến sĩ thực hiện một cách nhanh chóng, dứt khoát. Vì vậy đã tiêu diệt được các mục tiêu một cách chính xác, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Qua 3 tháng tân binh rèn luyện và học tập ở thao trường, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi đã cố gắng rèn luyện tích cực, nắm chắc nội dung bài học và yếu lĩnh động tác. Qua các kiểm tra 3 nổ thì nội dung thuộc nổ em đã chấp nối được đồ dùng gây nổ đúng kỹ thuật và ném lựu đạn, và em đã tự tin bình tĩnh để hoàn thành kết quả, đạt kết quả cao. Nhìn chung, kết quả huấn luyện chiến sĩ mới năm nay của đơn vị có nhiều nét nổi bật hơn so với các năm trước. 100% chiến sĩ mới đều đạt được huấn luyện rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc tính năng cấu tạo, thuần thục động tác sử dụng súng. Kết quả kiểm tra các nội dung thuộc nổ, lưu đạn đơn vị đều đạt giỏi. Nội dung bắn súng thì có 3/3 đơn vị đạt khá, trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm trên 70%, đặc biệt có nhiều đồng chí đạt kết quả trên 80 điểm. 3 tháng huấn luyện tân binh tuy phải trải qua bao vất vả để thích nghi với môi trường quân đội, song qua thời gian khổ luyện trên thao trường đã thực sự tôi luyện cho các chiến sĩ mới trưởng thành và rạng rỡ hơn. Trong giờ phút thiêng liêng được tuyên thệ dưới quân kỳ đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với các chiến sĩ trên hành trình 2 năm trong quân ngũ. Từ nay các đồng chí đã thực sự trở thành những người quân nhân cách mạng, những người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, và sứ mệnh của các đồng chí là bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau gần 1 năm triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cả cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Từ những mô hình này, không những góp phần giúp các địa phương khó khăn, hộ nghèo vươn lên xây dựng đời sống mới, mà còn tô thắm thêm nghĩa tình quân dân. Đây là ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn Lăng Ngà, xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. Mấy năm trước, ngôi nhà bị xuống cấp hư hỏng. Hệ thống chính trị và nhân dân trong thôn không có nơi để tổ chức các buổi hội họp, sinh hoạt tập thể. Thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh, cuối năm 2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chọn xã Hồng Thủy để thực hiện chương trình dân vận giúp dân. Sau khi hành quân lên địa bàn, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành bắt tay vào nâng cấp, sửa chữa lại ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng cho thôn Lăng Ngà. Sau những ngày nỗ lực làm việc, ngôi nhà đã hoàn thành đúng dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ngoài sửa nhà cộng đồng cho thôn Lăng Ngà, cán bộ chiến sĩ còn sửa lại nhà cộng đồng cho thôn Kê 2, làm đường, dọn dẹp vệ sinh các khu vực công cộng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng 10 cặp heo giống cho 10 gia đình chính sách, neo đơn, người nghèo trong xã. Hiện nay heo giống được bà con nhân dân chăm nuôi phát triển rất tốt. Thôn Lăng Ngà là một cái thôn đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên là sau khi được hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua đợt là dân vận vừa rồi, trong đó là sửa chữa một cái nhà hộp dân, đã hỗ trợ là 10 cặp heo, chúng đã giúp được một số hộ gia đình
cải thiện được đời sống, đặc biệt là về chăn nuôi. Bên cạnh đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng làm một số tuyến đường để cùng với bà con nhân dân là xây dựng là nông thôn mới. Qua hoạt động của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đợt dân vận lần này thì cũng cho thấy là bà con nhân dân thì có nhiều tiến bộ hơn, đặc biệt là về liên quan đến bảo vệ môi trường, rồi là trong công tác là chăn nuôi và phát triển kinh tế hộ gia đình. Để nâng cao chất lượng hiệu quả triển khai thực hiện đề án, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức kết nghĩa với huyện A Lưới, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trung đoàn 6, tổ chức kết nghĩa với một xã có điều kiện khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi kết nghĩa, cả cơ quan đơn vị đã phối hợp với địa phương triển khai thực hiện công tác dân vận, giúp dân với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng. Hàng tháng, hàng tuần, cả cơ quan đơn vị đều huy động lực lượng về các địa phương kết nghĩa để giúp nhân dân phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay thực hiện ngày Chủ nhật xanh, v.v. Tổ chức thăm tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp lễ Tết. Những việc làm thiết thực hiệu quả của cán bộ chiến sĩ được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Khi chương trình ký kết giữa Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với địa phương, thì trong thời gian qua thì địa phương và Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn luôn thực hiện những cái phong trào của địa phương như giúp dân phát triển kinh tế, gọi là giúp dân xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với địa phương phát động nhiều phong trào như làm hãy làm sạch biển và hãy làm cho quê hương xanh sạch đẹp, đã góp phần tạo ra sức lan tỏa lớn trong nhân dân. Thì về địa phương mong muốn trong thời gian tới Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa và phối hợp với địa phương để thực hiện tốt các cái phong trào của địa phương. Hiện nay, sau gần một năm triển khai thực hiện đề án, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn 6 đã phối hợp cùng các ban ngành địa phương triển khai xây dựng được 15 mô hình dân vận khéo, thiết thực hiệu quả. Tiêu biểu như mô hình chung tay thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, khu vực biên giới huyện A Lưới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thắp sáng đường quê của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc, Quảng Điền, địa chỉ đỏ nhân đạo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang, mẹ đỡ đầu thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường của Hội Phụ nữ. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị còn phối hợp tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 120 triệu đồng, 25 cặp heo giống, giúp đỡ 6 gia đình neo đơn khó khăn sửa chữa lại nhà ở. Trên cơ sở kết quả bước đầu quán triệt triển khai đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Bước đầu thì chúng tôi nhận thấy thì nhận thức và sự vào cuộc của các cấp các ngành, do đó đã góp phần vào sự thành công trong triển khai đề án. Trong năm 2024 và những năm tiếp theo, chúng tôi xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa, và cũng trên cơ sở thành công của các mô hình của các địa phương đơn vị hiện có, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả và cùng chung sức với các cấp các ngành để góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Có thể khẳng định rằng, bước đầu thực hiện đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo đã có kết quả hết sức thiết thực. Qua đó đã góp phần giúp các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào còn khó khăn, hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, vững chắc. Hình ảnh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhiều mô hình dân vận khéo thiết thực giúp dân cũng đã khép lại chương trình chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.